rồi quay ba số là 6 giờ người ta về. Quay quay cái gì? 10 giờ điếp chứ cho người ta về, vợ con ở nhà. Con thì khác nữa. Quyền là đàn ái của Tiến nha. Mà để tôi la lối âm sầm, rồi ba mẹ nó tôi giữ. Vợ nữa, vợ đợi lâu nữa. Vợ đợi lâu nằm. Cắm rửa rồi đó. Mày mấy biết phải không? Quay chú lẹ 6 giờ chế về coi. Cái gì mà ngày nào ta ra tôi cào cấu tụi bay không quay, mà tao không ra cào cấu tụi bay không quay. Là sao vậy trời? Quay cho chế. Ngày nào nó thỉnh chế 9 giờ lên bắt cấp ngồi lộng lẫy đi cha mẹ thiên hạ cho không quay. Rồi ra đây rồi chế la rồi cha mẹ nhìn chế nè. Đó chuẩn cơ mẹ nấu tàn cha tàn mẹ không. Người ta nói sao vậy Cương dữ vậy? Cương dữ đâu? Cái mặt hiền ngô mà. Cái mặt hiền ngô à? Cái mặt hiền ngô à? Dữ dằn. Rồi tôi nói nó nước đổ lá môn nó vẫn ngồi nó cắn cây mai. Ủa mà chế nãy giờ chế chưa ai rồi em. Chửi ai chứ vô. Nó cắn cây mai nó cười trong hạnh phúc kìa. Em cho soi cái thằng cắn cây mai cho chị. Chị chửi sao mà ai mà chúng ta cắn cái trời. Nó không quan tâm đến sự chửi của mình. Mà chị nói là 6 giờ phải về. Mua xe hơi hết rồi. Không. Mà 6 giờ hầm Thủ Thiêm nó đóng cửa. Quỷ cho tôi nói nha. Trời ơi tôi chửi bà đưa nước tới cho tôi uống rồi sức tôi chửi tiếp. Mấy cái thằng MC hay thằng thằng bắt cấp quỷ ma nọ đồ tôi. Nó 6 giờ hầm Thủ Thiêm đóng cửa. Rồi từ đó trở đi tôi nói 6 giờ hầm Thủ Thiêm đóng cửa. Bà nó cũng không sợ tôi luôn. Còn tôi ngồi chổng để tôi ngồi luôn. Tôi ra đây tôi cào cấu rồi quay phim nó mới trở về vị trí cũ nè. Chế, lạ quá à. Trời, lúc coi coi kìa thấy ghê không? Bây giờ BD lấy nhau luôn. Kìa BD, kìa bất đích kìa. Thấy ghê sao bệnh hoạn cậu.